Hello cả nhà, hôm nay ghé nhà của anh Thị Hương, Hương La và anh Lợi mà anh bắt anh hứa là anh bắt ghẹ cho mình ăn đã luôn 50 kg ghẹ. Nhưng hôm nay của mình á ăn không hết nha, ăn mới 6 con no no cành không luôn. Đây, bây giờ xin mời các vị nha. Thật sự là ghẹ anh bắt luôn. Anh các mình cảm ơn các anh chị đã yêu thương cái mình từ ở bên các tiểu bang khác cùng yêu thương cái mình. Đó. Cũng sống này rất là vui, các anh chị yêu thương, như là nhất là những em ca sĩ, chúc các anh chị luôn vui vẻ và cũng qua ngày 13 của mình về Việt Nam rồi, một buổi tiệc ngày mai nữa là tại nhà hàng Trần nữa là mình về Việt Nam, chuẩn bị quay cho đài truyền hình TV nè, Kiên Giang nè và đài truyền hình SCTV, các mình quay 3 đài truyền hình đó, và các vị đón xem những sản phẩm của mình nha, có ca cổ, ca nhạc rất là nhiều, các vị vui vẻ. Anh bắt ghẹ cho khách mình ăn mẹ nè, ăn cho đã hôm nay nè. Quá trời quá đất. Trời ơi, con này nó mất cái càng. Con nó không được sống. 50 kg ghẹ. Bia. Không nữa mày uống đi, tụi uống mấy chai uống đi. Đúng rồi. Đây mỗi đang tô đã nghỉ gì vậy mà sẵn là chung đi chứ đâu là nhiều lắm. Cái đó anh chung cái số đơn đã hoành tráng nghe nè, không để rồi anh đi qua khoan để bạn chào à, để bạn kia chuẩn bị vậy dạ vui 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 đồng điều hết ngăn bị bệnh rồi. Cái đó là đúng đá, còn cái này mới bắt qua em ăn hết mâm này nè. Dạ anh xin trời ơi, ăn cái này tươi này nó mình thấy chúng mình mà ăn cái tươi á. Ê mình lấy cái hộp lên tao xin mấy con quá chị cho vợ coi. Có anh có anh lấy em có lấy anh Tài lấy cho chị từ từ đi chơi anh nó nhiều lắm để ăn mấy cái tối ngoài nó lấy đủ con sao rồi con chăn này con sao rồi tôi kiếm dễ hết chứ. Cái tấm hình cái đẹp nè. Okay. Ba bốn người, đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp. Cứ bỏ cái muối tiêu mà để mình trong đồ lát được. Được. Nó sáng luôn đó, còn hết hùi luôn á. Đi vòng vòng rồi. Nói chăng cái gì chăng? Quá trời đúng rồi. Đưa sáng bình xong là quê ghé rồi, nhưng mà thấy sớm quá. Không phải về nhà, không biết mới đi sao. Chỗ bên gia đình đó đó. Để là nó quen, nó lại nó quen.